Xin chào các chị em đến với chuyên mục Nước hoa mùa đông cho nữ năm 2022. Và đây là video đầu tiên trong mùa đông năm nay, đó là phân khúc giá rẻ. Mình sẽ cố gắng làm thêm cái phân khúc ở tầm trung. Nhưng mà trước mắt thì hãy cùng xem năm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn những lựa chọn nào và mùi hương của nó cũng như là cái phong cách phù hợp ra sao. Toàn bộ sẽ được bắt đầu ngay lập tức bây giờ. Tên đầu tiên ở trong này đó là Je Sene Quoi của nhà Thieu Carmanen. Đây là một nhà nước hoa đến từ Pháp. Và Je Sene Quoi dịch ra tiếng Pháp đó là tôi không biết gì cả. Nhưng mà mùi hương này thì mình tin chắc một điều rằng là các bạn sinh sống ở Việt Nam chắc chắn biết. Và đặc biệt là đó là các bạn ở Hà Nội. Mùi hương này thì có thiên hướng unisex, nhưng mà tại vì nó có một cái nét gì đó khá là nhẹ nhàng nên là mình xếp vào list nước hoa mùa đông cho nữ ở cái phân khúc giá rẻ. Và mùi hương này nó sẽ thích hợp vào những ngày đầu thu chuyển mùa, có nghĩa là bắt đầu từ những ngày mát mẻ sang những ngày trời hơi se se gió tí. Mùi hương này là mùi của cốm. Mình cũng đã có một cái video chia sẻ nhanh ở trên TikTok rồi, nhưng mà ở đó thì mọi thứ nó chỉ nhanh thôi. Bạn muốn xem cái gì nó chậm rãi, nó chi tiết và chuyên sâu thì đây là cái kênh mà các bạn có thể xem được những điều đó. Je Sene Quoi, khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy cái mùi xanh rất đặc trưng của những các loại lá dùng để gói cốm vậy. Cái mùi hương này nó như kiểu là khi mà bố mẹ các bạn đi chợ về mua cho các bạn ít cốm vào mùa thu và người ta dùng những cái lá đấy để gói. Và những cái lá này thì lúc mà người ta gói vào nó sẽ bị gập gãy như ở những cái vân lá. Và khi các bạn mở ra, các bạn nhận thấy cái nét xanh xanh đến từ những cái loại lá để gói cốm và một chút kiểu hơi mùi đặc trưng của cốm nhẹ ở ban đầu nó dính lên những cái lá đấy. Và em này thì sau khoảng tầm 10 phút thôi, các bạn nhận thấy mùi cốm lên rất là rõ. Cái nét xanh nó cũng sẽ dịu dàng dần dần nó biến mất. Lúc này thì mùi cốm lên rất là rõ, có một chút hơi kiểu ngậy ngậy một tí. Đó làm cho chúng ta thực sự liên tưởng tới cái mùi cốm ăn vào mùa thu, nó đúng vụ ấy, chứ không phải là cái kiểu cốm ăn vào những cái trái vụ nó không được ngon cho lắm. Đấy là cái cảm nhận của mình, tại vì mình cũng là một người rất là hay ăn cốm vào những cái ngày mà cuối tuần mùa thu. Mình ngồi cà phê xong rồi mua ít cốm ăn, thì cái mùi hương này nó thực sự làm mình liên tưởng tới Hà Nội, liên tưởng tới cốm. Và đây cũng là một cái mùi hương mà mình rất là muốn cho vào để giới thiệu cho các bạn biết rằng là thế giới mùi hương này không chỉ có mỗi ngọt của vanilla, ngọt của trái cây, mà nó còn làm được rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau. Và đây là một cái sự kết hợp giữa matcha cùng với cái nét gạo rất là hay ho ra cái mùi hương của cốm. Mùi hương này thì với cá nhân mình thấy là nó cũng không quá là phải là một cái mùi ngọt hay là nồng gì cả. Trên da mình ấy, em nó phảng phất rất là nhẹ và mùi hương của nó lưu cũng không được lâu cho lắm. Tầm 5 tiếng là đã biến mất rồi. Mình biết rằng là cái độ lưu như thế này nó không phù hợp lắm cho chai nước hoa mùa đông, nhưng mình khuyến khích là dành vào những ngày trời thu, đầu thu và giữa thu và đầu đông thì nó sẽ hợp lý nhất. Cái độ lưu hương em này nó như kiểu là mùa thu vậy, nhanh đến nhanh đi, chỉ có tầm hơn tháng thôi là chúng ta lại vào mùa đông lạnh co do cúm rúm rồi. Nhưng mà mùi hương này thì thực sự là nó là một cái mùi hương rất đặc biệt. Nếu mà để có phong cách thì mình nghĩ là cũng chả có phong cách gì cả. Đơn giản là nếu như bạn là một người con sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, ở đặc biệt là ở Hà Nội, bạn đã sống và bạn đã trải nghiệm mùa thu, đã ăn cốm đặc trưng, rồi bạn đi làm ở nơi xa xứ, ở đất nước khác, hay là các bạn đi làm ở trong miền Nam, thì đây là một cái mùi mà bạn có thể mang đi để giới thiệu với mọi người. Đây là đặc sản của Hà Nội, đặc sản của mùa thu Hà Nội. Một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó mang cái tính trải nghiệm nhiều hơn là để cái tính ứng dụng. Các bạn có thể xịt đi chơi với bạn bè vào những ngày cuối tuần chill chill nhẹ nhàng. Mùi hương này nó cũng mang tới một cái hình ảnh rất là gần gũi, có phần gì đó kiểu gợi nhớ nhiều hơn. Ngửi đầu vòi cảm giác đúng kiểu một nắm cốm mình đang cầm ở trên tay vậy. Một mùi hương rất chill, rất ngon. Je Sene Quoi của Thieu Carmanen. Lựa chọn tiếp theo của mình đó là Pure Addition của nhà Frank Oliver Pachy. Đây là một trong những nhà nước hoa đến từ Pháp và họ cũng làm mùi clone khá nhiều mùi nổi tiếng. Em này đã có video review riêng về em nó rồi. Và nó mang cái DNA, mang cho mình dòng máu của chai Baccarat Rouge 540, một trong những chai nước hoa rất là nổi tiếng. Và ông Victor Hong là người đứng đằng sau cái nhà nước hoa Zulu Kid, mà ông đã từng có một cái status để chia sẻ rằng là ô thật là
Bất ngờ khi mà tôi đi đâu cũng có thể ngửi thấy mùi của Baccarat Rouge 540, từ Starbucks đến những cái sảnh, đến những cái nơi như trung tâm thương mại, tôi đều ngửi thấy mùi của Baccarat Rouge 540. Để biết rằng là bây giờ trên thế giới cái mùi hương nó nổi tiếng như thế nào. Và em này thì theo mình đánh giá nó có một cái top nốt ngửi đặc biệt hơn một xíu. Và mùi hương của nó thì cũng không phải kiểu thoát ẩn thoát hiện. Bạn có thể xem những cái feedback của mọi người khi mà mua mùi hương này ở dưới cái bình luận của cái video mình review em nó. Toàn bộ mình để công khai hết, chứ mình không chặn chiếc hay là có những cái bình luận nào ngại trái chiều mà mình xóa cả. Tất cả bạn có thể xem ở dưới đấy. Đây cũng là một trong những cái mùi hương mà bạn nào muốn mang trong mình, kiểu cái DNA của những chai nước hoa gọi là quốc dân ở mùa đông trong những năm vừa qua, thì em này là một cái lựa chọn giá rẻ mà mình nghĩ rằng là các bạn nên trải nghiệm. Đặc biệt là thiết kế trông cái ho, mình chưa thấy con này có fake nên các bạn đỡ kiểu lăn tăn về vấn đề là rẻ thế thì có sợ fake hay không. Đấy, toàn bộ thì đã được review rồi. Và nói thật là các ông cũng đừng so sánh nó 540, tại vì giá nó chênh nhau rất là nhiều. Ở phân khúc giá rẻ thì chúng ta có lựa chọn này là một lựa chọn ok. Còn nếu mà bạn muốn giống hoàn toàn thì bạn có thể mua Anharaman Amber Oud phiên bản Rue hay là phiên bản Ruby. Nó cũng khá là giống, cũng đã có review rồi. Và hy vọng các bạn sẽ xem cái video đó ở đâu đó trên đây. Cái tên tiếp theo, ở vị trí số 3, chúng ta có một sản phẩm của nhà Sigurdur, một cái thiết kế rất đẹp, đó chính là Sigui. Tôi thấy nhiều ông vào hỏi tôi con này có nam có xài được không, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương hợp nữ hơn. Và cụ thể cái hình ảnh của một bạn nữ trong này nó là như thế nào, thì với mình Sigurdur ấy, nó là một nhà nước hoa rất là ấn tượng. Và mình không biết rằng cái ông chủ thương hiệu Sigurdur này ông có phải là người đứng thứ ba không, nhưng mà qua những cái sản phẩm mà mình ngửi của Sigurdur thì đa phần mình đều thấy rằng là nó có phần gì đó làm khá là mềm mại, bay bổng, và có phần hơi kiểu hơi LGBT, hơi kiểu nó có phần nghiêng nữ, nên là mình mới cho Sigui vào trong đó. Và cái phiên bản mình thì là có cái phiên bản chắc là tầm từ năm 2019, bây giờ thì nó đã chuyển về cái thiết kế khác rồi, nhưng mà cá nhân mình thấy rằng là nó không quá là khác biệt. Những cái phiên bản mới đây thì nó lên nhiều phấn hơn mà nó càng nghiêng nữ hơn. Còn cái phiên bản cũ ba cửa thì nó lại là một câu chuyện còn khác, và bây giờ giá nó cũng không còn rẻ nữa. Nếu mà để xếp cái phiên bản ba cửa ấy vào, chắc phải xếp ở tầm phân khúc trung và cao thì sẽ hợp lý hơn. Thì Sigui này nó là combo giữa thuốc lá cùng với mật ong. Khi các bạn xịt ra ấy, các bạn nhận thấy một cái nét kiểu tê tê cay cay nhẹ nhẹ thôi, không quá rõ. Và cái nét tê cay đây nó tạo cái hiệu ứng khi mà mình ngửi, nó có cảm giác hơi chua, nó giống như cảm giác mình ợ chua vậy. Cái cảm giác ấy ban đầu nó như vậy nhá. Và sau đó thì nó sẽ dần dần nhẹ xuống, và cái mùi hương ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có phần nghiêng nữ, tại vì các bạn nhận thấy cái nét bứ bứ, cái nét phấn phấn của Iris xuất hiện ở trong Sigui ngay từ ban đầu. Nhưng mà mình nói luôn, con này là với mình thì mình thấy rằng là nó khá là nghiêng nữ. Và lúc sau ấy thì mật ong xuất hiện, nhưng mà có một cái điều đó là combo giữa thuốc lá cùng với mật ong ở đây, thì thuốc lá của nó cũng không phải gọi cái kiểu thuốc lá quá xanh như là con Pharmacia Tobacco Iris. Con đấy thì nó là thuốc lá xanh với bạc hà, ngửi nó lại khác. Nó cũng không phải là một cái thuốc lá kiểu hừng hực, quên hết thời gian như là ở Gia Club, mà thuốc lá mật ong ở đây được mix cùng với cái nét hơi phấn của Iris. Nó làm cho cái mùi hương có một cái độ ăn ý vừa phải. Sigui ở trên da mình ấy, nó như một cái làn khói ngọt ngọt, tê tê, cay cay. Nó rất là nhẹ nhàng, nó cứ quấn quýt ở trên da. Và ngửi nó rất là bị thu hút, nhưng mà nó đúng cái kiểu nhẹ nhàng ấy. Và cái hướng là mùi của em này, nó làm mình liên tưởng tới một cái hình ảnh, một cái người phụ nữ luôn luôn ở trong một cái trạng thái kiểu kiêu kỳ, có phần hơi kiểu ngạo mạn một tí, và kiểu tôi không phải là thú vui của các anh, và tôi là người kiểu làm chủ cuộc chơi. Và cái cảm giác này ấy, mình cũng đã từng gặp, khi mà đặc biệt là mình gặp người yêu mình hiện tại. Cái hồi đầu á, người yêu mình kiểu trông rất là ngầu, kiểu bất cần, kiểu có thể là rất là nhiều anh vây quanh, nhưng mà gần như là không ai có thể làm chủ. Thì cái cảm giác khi mà mình xịt cái mùi hương này mà mình nhớ tới người yêu mình những ngày đầu. Và cô gái ở đây thì luôn luôn xuất hiện với một cái chiếc váy đen hoặc là những cái chiếc váy đỏ, với một mái tóc xoăn dày bồng bềnh, môi son đỏ, trông kiểu rất là quyền lực, trông rất là bí ẩn, rất là cuốn hút, thu hút ánh mắt của những người khác. Và đặc biệt rằng Sigui nó còn có thuốc lá. Thử nghĩ tới một hình ảnh một cô gái hút thuốc lá ngồi ở trong một cái quán rượu chẳng hạn, thì các bạn lại thấy rằng là cô ý có một cái nét cá tính
rất là mãnh liệt, chứ không phải là một cái kiểu phụ nữ e thẹn. Nên là mình nghĩ rằng là nếu như bạn nữ nào đang có ý định tìm đến Segui thì các bạn hãy xác định rõ cái phong cách của mình có phù hợp không. Bạn cái kiểu kín cổng trao tường thì mình khuyên đây không phải là một gương dành cho bạn. Và em này thì nó lưu ở trên da mình chắc là khoảng tầm 6 tiếng, loanh quanh tầm đấy. Và cái độ tỏa hương thì nó cũng chỉ tầm nửa cánh tay thôi. Đây là một cái điều mình nghĩ là cảm giác nó sẽ dành cho những cái không gian nó hơi kiểu hẹp này, kín và có phần kiểu gần gũi nhau. Khi mà các bạn ngồi trong những quán bar mà quán bar đông ấy, thì các bạn ngồi cạnh sát vào hết chỗ thì các bạn mới có thể ngửi thấy cái mùi hương của cô ấy. Chứ cô ấy không phải là cái kiểu là gọi, kiểu mời gọi bạn, mà cô ấy chỉ đơn giản ngồi ở đó có một cái thu hút về ngoại hình, về cái phong cách, về cái thần thái. Còn khi mà bạn tiếp cận gần thì đây là một cái mùi hương để khiến cho bạn kiểu wow, sao lại có thể thần thái, sao lại có thể match với nhau hợp lý đến như vậy. Đó chính là Segui của Scluton. Vừa rồi chúng ta đã có một vài cái tên với một vài phong cách và những cái buổi đi khác nhau. Vậy thì vào mùa đông, vào những ngày trời thu thì chúng ta có thể xài gì để wear được hàng ngày? Đây là một cái câu hỏi mình nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm. Tại vì có những người đã chỉ cần 1 đến 2 chai nước hoa để xịt từ việc đi làm hàng ngày, và một chai chỉ xịt để đi chơi thôi. Thì cái chai mà mình đi làm hàng ngày mình sẽ recommend đấy các bạn, đó chính là Muscat Mir. Chai nước hoa này thì nó thật là cái phần thiết kế của nó, tại vì nó bị leak ra nên là nhìn cái này nó phần xấu. Mình không mượn được cái chai trông nó đẹp hơn tí. Đây nhìn nó hơi bị nham nhở. Đây cũng là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc nhá. Tại vì nếu như nó bị leak ra thì toàn bộ những cái phần hoa văn họa tiết này họ in lên ấy thì họ đều sẽ bị bay hết và trông nó rất là lem nhem, xấu như chai nước hoa của mình. Nhưng mà đây là một trong những cái mùi mà mình nghĩ rằng là trong khoảng tầm vài năm tới, nếu như có một nguồn hàng ổn định và được nhiều người review hơn, tại vì mình nghĩ tầm ảnh hưởng của mình nó cũng chưa đủ lớn, thì Muscat Mir của nhà Atta Collection này chắc chắn sẽ là một chai nước hoa hot và gần như là nó cũng có thể sánh vai được với Narciso trên thị trường, như là Na Hồng, Na Trắng. Mùi hương này ấy, khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi đúng như kiểu là vừa mới tắm xong ấy, cái mùi tắm bằng xà bông nhá, chứ không phải tắm bằng sữa tắm. Tắm cái cảm giác tắm bằng xà bông thơm của một cái loại hoa, ngửi nó hơi béo nhẹ một tí. Cái ban đầu này thì nó còn có một chút hơi kiểu lâm dâm, kiểu mình nghĩ là đến từ chắc là một tí tiêu hay là kiểu một tí kiểu cành lá, nó hơi lâm dâm nhẹ một tí thôi. Nhưng mà về sau thì mùi nó lên một cái mùi rất sạch sẽ, béo nhẹ, ngậy nhẹ một tí. Ngửi rất thích cái cảm giác như kiểu khi các bạn ngửi A13 vậy các bạn. Nhưng mà ở đây thì mùi hương của nó không kiểu dày hẳn như thế. Nhưng mà con này thì chỉ xịt vào mùa thu đông thôi, mát mẻ. Nếu như con này mà các bạn xịt vào những cái ngày mùa hè nhá, thì thực sự là nó sẽ làm cho các bạn váng đầu. Tại vì mớt miết các thứ và những cái nốt hương như cái xe giúp bờ mà vào những ngày nóng mà nhiệt độ có thể tăng ấy, nó sẽ tỏa rất là khủng khiếp và nó sẽ tạo ra cái cảm giác kiểu sidentic và kiểu làm bạn khó chịu. Nhưng với mùa đông thì em này là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Mùi hương này nó cũng là một cái mùi tuyến tính, gần như là ban đầu các bạn ngửi ở đầu vòi như nào thì khi các bạn xịt ra ở trên giấy, ở trên tay thì nó là như vậy, và gần như là nó không có một sự biến chuyển nào. Nó chỉ nhẹ dần và biến mất ở trên da khi mà nó lưu đủ lâu, đủ cái thời gian của nó thôi, còn gần như là không có sự biến chuyển gì cả. Nên là bạn nào mà có ngửi em này ban đầu bạn thích thì bạn có thể đảm bảo rằng là nó trên da các bạn nó sẽ mãi mãi như thế và nó sẽ không biến chuyển sang một cái nốt hương bất kỳ nào cả. Mùi hương này mình đã từng xịt ở trên tay để đi test, đi học tiếng Pháp hôm buổi chiều. Và hôm ấy mình xịt tầm 10 giờ mà đi học tiếng Pháp đến tầm 5 giờ chiều về thì mùi hương nó vẫn xuất hiện rất rõ, mặc dù chỉ với một xịt. Hôm ấy trời nó cũng hơi nóng một tí nên là mình chỉ dám một xịt mà mình để hai tay dính vào nhau. Và cái độ tỏa của em này phải nói rằng là cực kỳ tốt, nhưng mà tại vì nó mang cái nét xạ ngậy ngậy béo béo nên là nó không quá là khó chịu vào những cái ngày trời mát mẻ đó. Và cái lưu thì rồi, khủng khiếp. Nói thật là xịt vào tầm 10 giờ tôi, 5-6 giờ tôi về và tôi tắm rửa rồi, và tôi lúc mà tôi tắm xong ấy thì nó vẫn thoang thoảng nhẹ ở trên da. Và cái mùi hương này thì mình đánh giá là các bạn có thể xịt đi làm văn phòng, đi làm hàng ngày, kiểu hoạt động ngoài trời. Tóm lại là chỉ cần là mùa lạnh mát, mình nghĩ là tầm từ ngoài 25 độ
25 độ đổ về, đổ xuống là các bạn hoàn toàn có thể xịt để em này. Em này nó cũng không cần phong cách đơn gì cả, nó không phải là cá tính hay là kiểu phải ăn mặc nó kín cổng cao tường, thế nào cũng xịt được. Đơn giản là sạch sẽ và một chút ngậy béo nữ tính, thế thôi là đủ với Musk Cashmere. Cái tên cuối cùng ở trong này đó chính là Whisper, phiên bản EDP của nhà Ganache Parfum. Nhà nước hoa này thì có lẽ là ở Việt Nam mình gần như các bạn không bao giờ nhìn thấy. Mình mượn chai nước hoa này của cô em Triệu, nó có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở bên Long Biên, và mình thấy rằng ở Việt Nam chỉ có nó nhập cái thương hiệu này về thôi. Đây là một cái thương hiệu mình nhớ không nhầm là đến từ Mỹ. Đúng rồi, đây là thương hiệu đến từ Mỹ. Phải nói rằng là cái nhà nước hoa này thì chuyên làm mùi kiểu xu hướng gu măng, kiểu đồ ăn ngọt, coca, xá xị, đủ các loại món ăn ở trên đời thì người ta sẽ làm hết. Và cái nhà này thì nó có một cái gọi là nó làm theo hướng đồ ăn nên là nó sẽ làm cái mùi hương khá dày. Nên là cái nhà này thì cá nhân mình trải nghiệm, mình thấy một điều rằng là nó chỉ phù hợp vào những ngày trời lạnh mát mẻ ở ngoài Hà Nội thôi. Đấy, mùi hương này mở vòi ra cái tôi cảm giác như là đang có ai đó đang gắp vài cái viên, chúng ta kiểu có cái thìa mà chúng ta để gắp những gọi là búc những cái viên kem ấy, thì đây là một cái viên kem vanilla. Và viên kem này thì ở trong nó còn lâm dâm hơi chút kiểu béo béo một tí từ dừa nữa, người ta múc ra để cho mình ăn. Và đặc biệt là các bạn thấy là những cái viên kem này nó rất là ngọt, nó ngọt lắm luôn, và kể cả khi nó tan ra rồi nó vẫn còn một cái nét kiểu hơi kiểu sượng sượng. Nó như kiểu là hôm trước tôi đi ăn cái món gọi là ốc hương trứng muối thì nó có cái cảm giác kiểu trứng nó cứ lâm dâm ấy, thì ở đây cái mùi vani của nó cũng như vậy. Thỉnh thoảng kiểu các bạn ngửi các bạn nhận thấy là nó có một cái gì đó, nó không phải hẳn trơn tru hẳn như sữa mà nó có một cái cảm giác cứ kiểu lấn cấn, thì mình nghĩ rằng là chắc là mix một tí dừa vào nên là cái cảm giác nó như vậy. Mùi hương này sẽ dành cho các bạn thích cái kiểu siêu siêu ngọt, nó không phải là kiểu ngọt khô kiểu đường cháy như là ở trong cái phiên bản Pure Addition của nhà Frank Oliver, mà đây là một cái mùi kiểu ngọt kiểu đáng yêu dành cho các bạn trẻ, chắc là tầm từ 18-20 tuổi, các bạn thích một cái mùi kiểu đúng như một chiếc một cái ly kem viên vani vậy thì các bạn sẽ mua em này. Em này đảm bảo các bạn là xịt một phát thì ui dồi ôi, cả phố ngửi thấy, mình chỉ cần mở vòi ra thôi nhá, ui dồi ngửi một phát luôn, lên đúng mùi kem vani luôn. Và cái mùi hương này thì ở trên da càng lâu thì các bạn nhá, nó có một cái độ ấm lên và cảm giác này như cái viên kem nó đang tan dần ở trên da vậy, nhưng mà cái độ ngọt của nó gần như là không hề bị suy chuyển nhiều nhá. Và lưu thì cũng rất là tốt, mình có mấy hôm test một shot thôi mà cũng nguyên ngày ấy. Bạn nào mà thích một cái mùi kem vani cả mang một cái phong cách kiểu đáng yêu trẻ trung, kiểu em là fan của đồ ăn, em là fan của vani kiểu, hay là kiểu những cái đồ ngọt như kiểu trà sữa sủng các thứ, thì đấy, không cần nói thành lời, anh ngửi thôi là anh tự biết rằng là em là gu như thế nào. Bán tỏa siêu khủng khiếp. Nhớ là xịt mùa đông thôi nhá, đúng không? Xịt mùa hè là nhiều khi hơi ngấy, các anh nhìn các anh kiểu cũng hơi sợ. Đấy, đây là một trong những cái con mà cho vào cho các bạn về ưu tiên về độ bám tỏa và siêu ngọt. Tại vì mình nghĩ là cũng có nhiều bạn nữ chỉ cần kiểu độ lưu hương tốt thôi. Mình thấy rằng là kể cả trên nền tảng TikTok, đặc biệt là nền tảng TikTok chứ không phải là trên nền tảng TikTok, mình thấy rằng là các bạn nhiều khi các bạn chỉ cần độ bám tỏa, độ lưu hương và nó có ngọt hay không thôi, các bạn còn không cần biết rằng là nó mang phong cách như nào, kiểu cái vai mùi như thế nào cả, chỉ cần độ bám tỏa thôi. Thì đây là một trong những chai nước hoa như vậy. Cái list này thì không sắp xếp rằng là chai nào ngon nhất cả, chỉ đơn giản là có 5 chai, vớ được chai nào thì làm chai đấy. Một cái viên kem vani rất là dễ hình dung, tôi cũng chả cần phải miêu tả nhiều. Nhưng mà nếu như bạn là một fan của đồ ăn thì cái nhà Ganache Parfum này là một trong những nhà mà các bạn nên thử, một nhà từ Mỹ. Các bạn, tôi có thể để link ở cái trang web của thằng cu em tôi ở phía dưới. Các bạn có thể qua đấy, các bạn thử, có cả mùi Coca-Cola, mùi xá xị, mùi kiểu nước ju cái thứ rất hay. Nhà đấy làm khá là sáng tạo. Fan của đồ ăn thì không thể nào bỏ qua. Nếu như bạn chán về đồ ăn rồi, bạn thích cả mùi. Và đó là những cái lựa chọn mùa đông ở phân khúc rẻ. Chắc là một thời gian nữa mình sẽ lên một cái phân khúc chung và cao. Hy vọng các bạn ủng hộ mình và nhớ like, share nếu như các bạn thấy video này hay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.